Em chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Barca Team TV. Và hôm nay thì lại một lần nữa mình đang ở bên nhà một ông bạn của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thuật ngữ một cái tập mới. Và mình sẽ giải thích luôn là tập này sẽ làm về Hidden Gem. Hidden Gem là gì? Thì trong giới retro thì cũng khá là đơn giản thôi. Hidden Gem là những cái tựa game rất là hay của một hệ máy, có thể là một hệ máy console đã chết. Và ít ai được biết tới, đó là Hidden Gem. Thì ok, mình giải thích nhanh rồi. Hôm nay mình sẽ đi cùng với ông bạn của mình để giới thiệu một số tựa game Hidden Gem ở đằng sau mình đây, một bộ sưu tập đây. Kia đây, sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng. Oh, what the fuck? Giới thiệu với anh em, đây là Kiên. Người sẽ giới thiệu chúng ta một bộ sưu tập Hidden Gem ở phía đằng sau chúng ta đây. Ok, hello Kiên. Nào. ông có thể giới thiệu tôi một số tựa game Hidden Gem khá là hay trên từng hệ máy không? Tôi thấy ở đây khá nhiều, từ đợt hôm trước tôi quay rồi nhưng mà chưa có cái cơ hội để biết rõ thêm thông tin. Thì ông có thể giới thiệu qua một chút nào. Rồi. Pokemon Stadium. Ồ, đây tựa game phát hành năm bao nhiêu đây? 1997. Ồ, 1997. À, như tôi nhớ không nhầm mà tôi cũng có cái tựa game này. Ở đợt trước tôi từng mua game này. Của ông Đặng. Nhưng cũng khá là hay. Vâng, đây là tựa game này đúng không? Nghĩa là tôi từng chơi tựa game này, khá là hay. Nó là một tựa game về đánh kiểu mang tính chất là chiến thuật, kiểu đánh giả lập giống như kiểu chơi Game Boy và thậm chí có thể là kiểu kết nối trên Game Boy. Đấy, đây là tựa game này cũng khá là hay. Ngoài ra ông còn có những cái tựa game mà Hidden Gem nào không? Có thể tại vì tôi thấy khá nhiều 64 ở đây. Nintendo 64. À, để xem nào. WCW Revenge. Đây là tựa game đố vật. Phát hành năm bao nhiêu nhỉ? Cũng 1997 1697. Game Hidden Gem khá là hay. Tiền thân WWE. Đúng rồi. WCW là chương trình. Đúng rồi, từ ra đây đây. WCW sau đổi tên WWF thành WWE. Hả? Ok, tiếp theo là hệ máy nào đây? Rơi cả thẻ nhớ của PS1 của ông ấy. Ok. Ok, thì tiếp theo là ông sẽ giới thiệu tôi cái tựa game vào đây. Super Monaco GP đua xe ô tô. Hệ máy Sega Master System. Wow. Để tôi cầm thử xem nào. Wow. Cái băng này thực sự nói thật với anh em thì mình có biết qua về tựa game này, thì đây là một trong những tựa game mà được cho là cái trên hệ máy mà cũng khá là giống với hệ máy 8 bit. Với gọi là máy 4 nút với anh em ấy, nó rất là giống, đồ họa rất là giống về máy 4 nút của chúng ta, nhưng mà chỉ khác là của Sega thôi. Và đặc biệt hơn là game thì có băng nó như này. Trông nó không được đẹp so với bên Famicom, nhưng mà được cái là có một số tựa game khá là hay và cái vỏ cũng khá đẹp và mình cũng chả hiểu sao game đéo nào nó không có cái kẻ. đây là đặc trưng của Sega. Sega Action Fighter. Wow. Game này cũng hay, vẫn còn sách vở. Nó có hình đằng sau đúng không? Có hình đằng sau. Đây có hình đằng sau đây, đúng là game 8 bit thật. Nó giống Road Fighter thế là hệ 4 nút. Đây là nhái của Road Fighter là Action Fighter. Ok, chúng ta có những tựa game khá là hay và đặc biệt ở trong này. Ở ngoài ra thì ông có những cái tựa game nào khác trong này không? Có thể giới thiệu qua. Tôi thấy có cả Pac-Man này, hình như là của Master System. Pac-Man của Famicom. Famicom. Ở đây Pac-Man của Famicom đó. Ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tựa game nào nhỉ? Game này nó khá giống với game tennis của hệ máy 4 nút.
Super Tennis. Super Tennis. Nhìn cái, nhìn cái đồ họa nó na ná. Na ná thật. Na ná thật. Và đôi khi kiểu nói thật là đôi khi tôi nhìn những cái vỏ game của Sega Master System, nó làm tôi thấy nó giống cái quyển sách hơn là một cái tựa game, kiểu một cái băng game, kiểu nó khá là giống luôn ấy, kiểu nó chả có cái khác gì nhau. Ok, vậy chúng ta có những cái tựa game của những cái hệ máy của Master System. Tiếp theo là của hệ máy nào đây? Tôi sẽ cùng đón xem hành trình là siêu tầm gian nan khốn khó của Mr. Kiên. Kiên sang Ken, gọi là Ken. Ken. Biệt danh của ông ấy là Ken. Đấy, anh em có thể gọi là Ken cũng được, Ken sang cũng được. Một trong thật sự bây giờ là phải nói là ông ấy là một trong những retro gamer gọi là gần như hàng đầu miền Bắc. Đến cả mình thì tuy là kênh cũng thành lập được một thời gian rồi mà cũng nếu mà nói về cái bộ siêu tầm của mình cũng chắc còn chả bằng ông ý cơ. Giờ tiếp theo. Ok, tiếp theo là hệ máy nào đây? Chúng ta sẽ đến với hệ máy nào? Đây là một trong những hidden gem của Dreamcast đúng không? Dreamcast. Wow, đây là tựa game Snowcross Championship Racing. Wow, tựa game khá là hay của Dreamcast. Wow, với vỏ đĩa và còn nguyên cả Structure Manual luôn. Đó gọi là cái hướng dẫn. Ok. Ready Rumble Racing. Boxing. Đĩa Ready to Rumble. Boxing. Một trong những cái boxing phải nói là rất hay. Nó đây này, tôi nói thật với anh em, đây chính là hidden gem thực sự của Dreamcast. Một trong những game rất là hay về boxing của Midway khi mà được phát hành trên Dreamcast. Đấy, những game mà đồ họa khá đẹp và khá là ấn tượng. Liên hệ máy Dreamcast. Ok. Wow, đây cũng khá là nhiều hệ máy. PlayStation 2. Tiếp theo là tựa game Sega GT. Là một trong những tựa game của Nhật. Còn nguyên book, còn nguyên cả tất cả mọi thứ ở nguyên trong này. Nhìn khá đẹp. Và đây là đĩa game của nó. Wow. Mặt sau. Wow. Nhìn khá giống Gran Turismo. Là một trong những tựa game đua xe kiểu dạng là simulator. Nhưng mà nó cũng khá giống là Gran Turismo. Wow, có vẻ chúng ta đã có một trong những hidden gem, một cú hích rất lớn đến từ anh Ken Sang của chúng ta ngày hôm nay, đó là Dragon Quest 2. À nhầm, quên mất, sorry, phần 4. Dấu ấn dùng thiêng phần 4. Có vẻ nhiều anh em mà đã từng biết đến những tựa game nhập vai và yêu thích những game nhập vai, anh em đã biết đến tựa game này. Nhưng mà không phải ai cũng sở hữu cho mình được một cái đĩa hệ gốc Nhật như thế này. Còn Dragon Quest nữa. Tôi nói thật là đúng là bái phục ông thật. Tiếp theo gì đây? Đây là One Piece Grand Battle 2. Một trong những phiên bản game đánh đấm và nhập vai cũng khá là hay của trên hệ PlayStation của bán đài đấy, của anh bán đài. Wow, khá đẹp. Wow, đúng phong cách truyện tranh manga mà tôi cũng khá là thích đọc anh em ạ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với hệ máy nào đây? Vẫn là PlayStation đúng không? PlayStation. Hệ máy điện thoại PlayStation 2. Ok, chúng ta sẽ đến với một hành trình của PS2. Ở đây tôi thấy khá là nhiều game. Ken Sang có thể giới thiệu một số hidden gem tiêu biểu nhất trong cái đống này được không? God of War. God of War. Nghĩa là bên trong vẫn còn nguyên siêu, nguyên xếp các thứ à? Nguyên siêu, nguyên xếp các thứ đúng không? Wow. Cái đây không những là nguyên siêu mà đây là còn là bản Platinum luôn. Bản bạch kim. Wow.
Có vẻ anh em không không biết đến tựa tựa game gốc thật của bản bạch kim này, và đây thì như đây đây chính là đĩa đĩa hệ Âu, đĩa hệ châu Âu thì phải, Hệ châu Âu. hệ châu Âu. Wow, bản bạch kim thật tuyệt vời, thật là phải gọi là không còn gì để nói. Không biết phía bên trong của bản bạch kim gọi là một cái hit hit bình xem cực mạnh như này thì như nào. Wow, một cái đĩa và không có instruction manual. Ok, không sao cả. Có vậy thôi. Ok, không sao cả. Dù sao thì Ken sàn của chúng ta đã sở hữu được một cái hidden gem gọi là hơn mình rất nhiều rồi. Nó thật là đôi khi mình phải tự hỏi không biết bao giờ mới được như Ken sàn. Chắc phải vài năm nữa thì có khi mình mới được chất đống một cái đống như này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tựa game wow, đây là tựa game huyền thoại đây. Anh em có thể để ý đây là tựa game Grand Theft Auto Vice City. GTA, GTA đúng rồi, mà lại còn bản Platinum nữa. Wow, thật là tuyệt vời. Bên trong thì không biết cái sản của chúng ta như nào. Wow, có cả Rockstar Register Card này. Cái này là một cái thẻ đăng đăng ký theo theo như tôi nhớ đây đây chứ, một cái thẻ đăng ký thành thành viên đúng rồi. Ở trên cái hệ thống của Rockstar đây. Wow. Còn có cả bạn 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 hệ thống bạn sử dụng là cái gì này? PS1 này, Xbox này, GameCube này, Game Boy Advance, PC, PS2. Bạn sở hữu là máy gì? Đúng rồi. PlayStation 2, PS1, One, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, GBA và PC. Wow, có cả hướng dẫn trong này đúng không? Manual. Manual. Wow, quá đẹp. Bản Platinum. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Rồi. Wow, phải nói là tuyệt vời. Với một cái bản đồ Vice City trong trong một cái về gọi là trong một cái tờ hướng dẫn của cái tựa game này phải nói khá là khá là hay. Wow, chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có thể avoid Vice City đây, có thể rất nhiều cái địa điểm ở đây, từ đồn cảnh sát cho đến những cái hộp đêm cho đến cả những cái bản đồ yên thì trong game đây. Wow, thật là tuyệt vời. Lại còn cả cái tấm poster fake nữa. Tấm poster fake. Ok, khá là hay. Nice, nice. Cho một like, nghìn like, triệu like. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một hidden gem nữa, hay là chúng ta sẽ đến với một trong những tiếp theo của JC GTA. Wow, GTA San Andreas bản thường. Standard. Standard luôn, đây là bản Mỹ đúng không? Bản Mỹ. Ờ đúng thật, bản Mỹ. Wow, thật tuyệt vời. Wow, anh em này để ý này. Đây đây chính là những thứ mà nhiều anh em ngày xưa ước muốn mà gọi là suốt ngày cắm mặt vào PC chơi game này, không bao giờ có được những thứ này đâu. Nói thật với thế anh em, nói thật, nói tôi nói thật, có thể anh em cứ bảo là PC nó mạnh hơn hay nào, nhưng mà theo theo thấy bản bản PlayStation là is the best, đúng không? Đó là một trong những game bán chạy nhất trên PS2 đấy, từ hồi mà ra mắt con Slim đúng không nhỉ? Ok. Đấy, chuẩn luôn. Cho Ken rằng cho anh em PC thấy thế nào sức mạnh của Retro đi. Đấy, đơn giản thế. Nhà đây đúng đúng là các cụ có câu không có gì ngoài điều kiện. Bình thường thôi. Ok, đây 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 là bản đồ của GTA San. Theo tỷ lệ đây được tỷ lệ 1-1. 1-1. Giống như là cái bản đồ quy hoạch thành phố. Đấy, chúng ta để nhìn thấy tất cả các địa điểm hộp đêm và cả những cái vùng vùng đây, cái vùng Red County là một trong những cái vùng bí ẩn nhiều nhất mà mình đã từng chơi bản PS2 và mình đã từng đi ra chỗ này rất là nhiều. Ok, đây là khu vực của thành phố, tiếp theo là khu vực Las Venturas là phải bơi qua biển. Và nói thật là chỗ khu vực này là khu vực cực kỳ rộng lớn luôn. Cực kỳ rộng lớn luôn so với các phần tiền nhiệm của nó. Wow. Đấy anh em này thấy. Nếu như mà ông mà sở hữu cả được cả GTA 3 thì chắc là nó thật là không có gì bản. GTA 3. GTA 3 mà nguyên bóc nguyên hộp. Tiếp theo. Ok. Giờ chúng ta sẽ đến với hai phiên bản tiếp theo trên hệ máy PS3. Là gì đây? Wow. Đây chính là GTA 4 và bản mở rộng Episode from Liberty City. Nghĩa là bản này thì có Liberty City. Và không bao gồm GTA 4. Nghĩa là như kiểu not là required to play. Nó như kiểu là GTA một cái 4. Bản nó cái này nó như kiểu là một cái bản mở rộng độc lập. Đúng không?
nó không phải như kiểu dạng DLC mà hồi phát hành trên PS3. Wow. Khá đẹp. One of those great rare game. Một trong những game mà tốt và hiếm. Tốt và hiếm. Theo tờ New York Times. Wow. Quá hay. Ok, đây bản thu complete game. À, nghe là có bao gồm hai bản Ballad of có một cái bản đây có bao gồm hai phiên bản này, từ đây bao gồm hai phiên bản này, Ballad of Gay Tony và bản Lost and Damned. Thứ là bản Liberty City chính là bản gộp lại từ hai bản đấy, nghĩa là gộp lại từ hai bản DLC. Và đây là GTA 5. Wow, đây chính là GTA 5 đây. Không phải anh em nào mà sở hữu cho mình PS4 cũng tìm được một cái phiên bản PS3 đâu. Nói nó hơi trái ngược nhưng mà thực sự là đúng luôn. Đĩa này còn hiếm hơn cái đĩa PS4. Chuẩn. PS4 thì nó đại trà rồi, còn đĩa bản PS3 cực kỳ hiếm luôn. Kể bản Xbox 360 kể của mình thì cũng phải di tác mà còn. Wow! Anh em nhìn này. Thấy chưa? Anh em thấy sức mạnh retro chưa? Anh em gaming đừng có mà tự vỗ ngực. Đấy, anh em thấy không? Đây là một trong những phiên bản hiếm và ôi cho xem bản đồ tỷ lệ nào. Đây đúng là phải gọi là một trong những hidden gem thật sự luôn, hidden gem đó, quá bái phục ông luôn. Hidden gem nhiều như này. Wow, Los Santos. Đây chính là bản đồ của bọn nó hơi bị rách. Nhưng mà không vấn đề, dán lại là được. Ok. Đó, chúng ta để thấy khu vực Vinewood, Los Santos và các khu vực khác ở GTA 5. Ok. Đúng chính xác, theo tôi nhớ không nhầm là GTA 5 được phát hành trên PS3 và Xbox 360 trước khi phát hành trên PS4 đúng không? Phát hành trước cả đấy. Nhưng mà không phải ai cũng sở hữu cho mình một cái đĩa này. Vâng, đó là hay. Vâng, ok. Thank you. Một trong những game độc quyền của PlayStation 3. Wow. Có vẻ như đây là game nổi tiếng Mai cũng đã biết rồi và đã được remaster trên. Đúng rồi. Remaster trên PS4 đúng không? The Last of Us. Wow. Wow, anh em nhìn này. Đấy, không phải anh em PC nào cũng muốn có cái game này đâu. Không phải đâu. Lại còn có tờ online pass ở đây luôn. Code online. Có cả đĩa và code online luôn. Đó. Đó là hay. Wow, code online này đã hết. Hết hạn rồi. Thì đã hết hạn rồi. Hết hạn từ rất lâu rồi. Nó cũng có giá trị của nó. Code online vẫn có giá trị. Ok. Vẫn có giá trị siêu tầm. Đúng là một trong những hidden gem. Ok, thế là chúng ta sẽ đến với tựa game nào đây. Rồi. Có vẻ như tôi thấy ở đây ông có vẻ khá là nhiều tựa game độc quyền cho PS3 nhỉ. Khá nhiều luôn. Kể cả Satan luôn cả. Infamous rồi. Wow. Đúng rồi, đây là bản Platinum đấy. What the fuck? Chuẩn luôn. Bản này là bản Mỹ hay bản châu Âu đây? Bản châu Âu. À. Ờ đúng thật, bản châu Âu thật. Có số 16 về... Là 16 cộng ấy. 16, đúng rồi. Bản châu Âu thường nó hay đánh số như này mà. Mà là còn bản Platinum nữa. Only đẹp. The best selling game qualify for Platinum. Wow. Chuẩn luôn. Cũng như là game bán chạy nhất. Nhất. Ờ đúng rồi. Thì game này cũng nổi mà. Về sau thì nó kế thừa là Infamous Second Son mà. Một trong những tựa game độc quyền trên PS. Đấy, only on PlayStation. Wow. Chỉ có PlayStation. Đấy, chỉ có PlayStation. Wow. Nice. Tôi thấy ông cũng có cả game Nhật của PS nữa mà. À, Thiết Quyền 6. Thiết Quyền 6 à? Thiết Quyền 6. À. Đây là Tekken, Thiết Quyền 6. Wow. Game Nhật đây. Game Nhật đấy. Game Made in GAV đấy. Made in GAV. Đúng rồi, CROB này, CROB này. Namco nhá. Namco đúng rồi. Namco là... Namco đấy. Namco. Namco đấy. Của anh Namco. Đấy, chúng ta thì thấy đây là phiên bản Thiết Quyền 6 của cái phiên bản Japan, Japanese 2009 này. Nó còn ghi là 2009 tại vì tôi nhớ ngày xưa game này từng phát hành trên PSP vào năm 2009 mà. Một trong những phần duy nhất phát hành trên PSP đó là phần 6. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tựa game nào đây. Oh, Minecraft. Wow, Minecraft. Một trong những tựa game mà tôi đã từng
cóp đĩa về để chơi trên Xbox 360. Và hôm nay mới được nhìn thấy một cái tựa game thật, nhưng mà không phải bản Xbox 360 mà là bản PS3. PlayStation 3. PlayStation 3. PlayStation Edition. Bản PS3 Edition. Còn bản Xbox thì nó lại ở cái bản khác cơ. Nó không phải là cái bản này. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption nữa này. Wow, tựa game khá là ấn tượng. Có phải là tựa game này được mệnh danh là GTA của miền phía Tây không nhỉ? Wow, có vẻ đúng đấy. Tôi thấy ông gật đầu vào đúng chứ. Wow, nhìn khá đẹp. Chưa kể là còn từ cái bìa cover art là còn cả mặt sau lẫn cả cái những cái từ xem bên trong xem mà kiểu wow, khá đẹp. Từ vỏ đĩa cho đến lại còn có cả quảng cáo cái chế độ Starhawk. Code online 512. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời, bro. Wow, hả? Cool bro. Có vẻ còn fan túc cầu thì vẫn còn fan túc cầu. Hả? Wow, đây là một bộ sưu tập gồm PES. Tất cả các phiên bản PES từ PES 59 Platinum, PES 2010, 2011, 12. Bản này là bản huyền thoại. 13, bản Essential. Bản huyền thoại này thì nó có bao gồm những cái gì? Bản này là bản chơi lâu năm nhất trên PS3. PES 13 đúng không? Chính xác. Còn gì không nhỉ? Còn bản này là bản fail thảm hại nhất. Cũng phát hành trên PS2 đấy, là bản phát hành cuối cùng là PS2 đấy, bản 2014 đấy. 2014, bản này là bản, phải gọi là bản, đây là bản thử nghiệm nền tảng Fox Engine. Nghĩa là trên PS4 đấy, có, tôi nhớ trên PS4 có PES 14. Không có trên PS4. À thế à? FIFA 14 lại có trên PS4. Ảo vãi. Cái phiên bản này dân tình chê nhiều nhất. Nghe là lần đầu tiên thử cái Fox Engine mới. Ok, tiếp theo là gì đây? PES 15. PES 15 bắt đầu có trên PES 4 đấy. Và bắt đầu từ bản này. Nhìn nghe đây, nghe đây là bản Asia thì phải. Hệ Asia đâu? Châu Âu. Châu Âu mà sao toàn tiếng Ả Rập? Đấy, châu Âu toàn tiếng Ả Rập này. Toàn Coet với cả đây, có anh em nào là quan hệ Hoàng Tân Quốc Thích với Bin Laden thì anh em dịch hộ chữ này cho mình. Hoàng Tân Quốc Thích Bin Laden. 2016. Ok, đây là 2016. Wow, phiên bản kỷ niệm 20 năm của thành lập của 20 năm của PES đúng không? Winning Eleven. Cuối cùng PES 2017, phiên bản cuối cùng trên PS3. Không hẳn. Phiên bản cuối cùng phiên bản 2018. Mà ở Việt Nam gần như không có bản 2018 cái đĩa. Trừ khi chúng ta phải mua trên eBay. Vì vậy nên đĩa 2017 đã hiếm rồi. Cho nên đĩa 2018 sẽ hiếm hơn. Sẽ hiếm hơn. hiếm ở Việt Nam cực kỳ luôn. Ok. Và chúng ta có cả PS4 này, như tôi nhớ không nhầm là ông cũng có cả hệ PS4, cũng không phải hẳn là hidden gem, nhưng mà cũng có một số tựa game cũng gọi là ông cũng sở hữu cho mình một số tựa game PS4. Tôi nói thật, đối với ông tôi nói thật là tôi thần tượng ông ở đây, thực sự thần tượng ông. Thậm chí tôi thấy ông có cả của PSP nữa này. Ở đây có cả PSP này, hai tựa game tiêu biểu đây, còn có cả Burnout với cả Midnight Club 3. Wow, tôi thật là thần tượng ông ấy. Bái phục với tinh thần retro lâu năm và hơn cả mình. Đấy, anh em có thể thấy là kiên sản của chúng ta, người ta bảo là không có gì ngoài người khác thì có thể nói là không có gì ngoài điều kiện, nhưng mà đối với kiên sản của chúng ta, đối với ken sản của chúng ta thì là không có gì ngoài tình yêu với retro gamer. Retro gaming và bản thân mình cũng như vậy. Thì đấy, anh em có thể thấy là một bộ sưu tập rất là đồ sộ, và kể cả món đồ đây. Và ngay cả cái Xbox Classic của Ken Sang cũng mới sở hữu từ 1-2 tuần trước.
Đấy, khá là to của cổng kênh. Nó thật sự mình quay như này thôi chứ nếu mà nhìn theo cái kích cỡ thực sự thì nó sẽ là rồi. Mới cảm nhận được cái độ nồi đồng cối đáo này. Đúng. Anh em mà cầm thử con Xbox này anh em mới thấy là được độ chầy cối của nó, và đặc biệt hơn là cái con Xbox này phải nói là đồ họa mạnh hơn PS2 rất là nhiều. Anh em có thể nói là kỷ niệm kiểu chỉ có PS2, anh em thì nói là kiểu đồ họa nó chỉ có PS2, nhưng thực sự theo mình thấy là Xbox mới thực sự là cái người thắng cuộc trong cái đợt console Gen 6 so với cạnh tranh với PS2 này. Mới thực sự là thắng cuộc. Chính xác đấy. Nhưng mà PS2 thì vẫn là vẫn là hệ máy bán chạy nhất thế giới. Chuẩn, chính xác. Đấy, ok, chúng ta có PS3, có PSP, có Sega Master System, có Nintendo 64. Và chúng ta hình như là tôi thấy ông còn bỏ sót hai hệ của Sega Saturn, hệ Nhật và cả hệ Mỹ. Đúng rồi, ông đang có hai tựa game đây, NHL Hockey All-Star và Mortal Kombat 3. Đây chính là hai tựa game của Sega Saturn. Bỏ ra thì sẽ khá mất bỏ ra thì sẽ khá là mất thời gian, khá là mất nhiều thời gian. Nhưng mà vì tình yêu với retro nên là chúng ta sẽ chịu thương chịu khó. Ok, đây là bản của Sega Saturn. Bản Ultimate, có cho các bạn vào Ultimate. Wow. Nó chỉ có đĩa. Chỉ có đĩa. Wow. Còn có cả hướng dẫn, hình như đây là bản châu Âu thì phải. Bản châu Âu. Đúng rồi, bản Sega châu Âu. Pan. Nhạc Pan. Tiếp theo là NHL khúc quân cầu. NHL Hockey, đúng rồi. Ngày trước tôi có hay chơi game này nhưng mà bản trên hệ máy Genesis cơ. Đó, NHL 93, nhưng mà bản này thì tôi chưa chơi cả chiêm ngưỡng bao giờ. Wow, đồ họa cũng khá đẹp, nó cũng không có gì với con PS1. Thì thực ra thì đúng rồi, phải nói là Saturn là một trong những tuy là fail nhưng mà cũng là một trong những hệ máy gọi là marketing quá là tốt so với PS1 thời bây giờ. Đấy, chúng ta để thấy là đây là có hướng dẫn và có cả đĩa Sega Saturn. Thường thì đĩa của Sega Saturn thì nhìn rất là to, trông như là đĩa DVD. Nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn là chỉ là cái đĩa CD. Thực ra ấy, Saturn thấy nhiều người ta gọi là này này. Vỏ thì là vỏ DVD nhưng mà đĩa thì là đĩa CD. Vỏ giống vỏ đĩa DVD nhưng mà đĩa là đĩa CD. Wow, thì chúng ta có thể thấy có cả của PS4 ở đây nữa. PS4 ở đây. Ok, hình như là ông còn một đống đĩa nào mà ông còn chưa cho tôi xem nữa không? Điều này thì tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời, Diablo 3. Đây là Diablo 3 thưa anh em. Một trong những tựa game mà cực kỳ hay. Và không phải huyền thoại nhưng mà một trong những cực kỳ game mà thực sự ấn tượng, đánh dấu sự lột xác trở lại của gọi là Blizzard. Đấy, vẫn còn nguyên cả siêu mua bên nước ngoài này với giá $4. Recycling, trade in, save or get cash. Đấy, có cả kiểu tái chế game và tái chế ở môi trường khi mà kiểu không cần cái game này nữa. À, là có WWE 2K17 là một trong những tựa game mà anh em chỉ biết trên PS4 thôi, mà bản PS3 thì khá là hiếm, không phải ai cũng tìm được cái bản này. Thế bản này thế ừ, người ta mới nói là PS3 nó sắp thành đồ retro rồi. Wow, tuyệt vời. Còn có cả phiên bản, hình như là phiên bản phát hành châu Âu mà lại toàn tiếng Ả Rập này. Thế nó mới thế mới bảo là có anh em nào mà họ hàng của Bin Laden thì dịch hộ phát. Đấy, thế là được. Ở đây thì mình thấy có cả bản PS4 thì bao gồm khá nhiều đồ. Có cả PS19. À, đây là Dynasty Warrior, bản Complete Edition. Ok. Wow. Ok. Đây là game trên PS4 Complete Edition. Đó, thật sự là tôi không biết là ông đã đổ hết bao nhiêu mồ hôi và xương máu để có được ngày hôm nay nhỉ. Đúng không? Uncharted 4. Uncharted 4 này. Wow. Còn có cả default control ở tip end. Đúng rồi, cái này là phần kết đấy. Phần kết của Uncharted. Ngoài ra tôi nhớ không nhớ có một bản spin-off nó phát hành sau đấy. Neo. Game khó VC, một trong những game khó VC nhất mà không ai để được
Kotech sản xuất là một trong những tựa game khó đến nỗi mà ngày xưa đến cả Ninja Gaiden Black trên hệ máy Xbox cả tàng này cũng còn không phải đọ nổi so với độ khó của Nioh này. Wow, thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game nào ở đây. À, God of War. Đây chính là một trong những tựa game hot trong thời gian qua đây. Chính là God of War. Đây tựa game này quá quen thuộc rồi. Anh em nào cũng sở hữu tựa game này rồi. Nhìn qua là cũng biết, chả cần phải mở ra thì nhiều anh em sở hữu PS4 thì cũng biết đến tựa game God of War rồi. Khá là tiện. Khá là đẹp. Khá là gọi là fucking awesome. Wow. Nhìn chung quy lại là chúng ta thấy là một không gian đĩa và máy retro của Ken Sang rất là đa dạng phong phú, đa dạng nhiều chủng loại. Ok, và cảm ơn Ken Sang ngày hôm nay đã giới thiệu cho mình một cái không gian retro và đặc biệt là những cái hidden gem của tất cả các hệ máy, khá là hay. Và đặc biệt hơn nữa là có những tựa game mà không phải anh em nào cũng nhìn thấy. Và cảm ơn Ken Sang hôm nay đã cùng hợp tác với chương trình. Và mong là ông sẽ phát triển hơn trong retro và được nhiều người gọi là biết đến cũng như là chơi retro nhiều hơn. Và cảm ơn một lần nữa đã hợp tác cùng ngày hôm nay. Và xin cảm ơn anh em đã đón xem và nhớ like, subscribe và đồng thời đừng quên ủng hộ kênh nhá. Ok, bye bye.